Hi, xin chào cả nhà. Và hiện tại thì hôm nay là một buổi biểu diễn rất là thành công tại địa chỉ quán là 261 Võ Thị Sáu Biên Hòa, tại quán 333. Dạ, đây là anh chủ rất là đẹp trai cả nhà. Đây là anh chủ rất là đẹp trai và thân thiện. Quý vị mình đến với 261 Võ Thị Sáu tại Biên Hòa với là 313 thì chúng ta sẽ có một không gian ăn uống rất là tuyệt vời. Bên cạnh đó thì nhân viên rất là chu đáo, như hồi nãy Bồ Nhi nè, sao nãy tiếp xúc với anh nhân viên à, nói chung là mấy anh nhân viên muốn kiêm ở lợi cho mấy anh quậm một đêm đó quý vị nha, vui vẻ. Không, anh thấy Cương không ở lại quậm anh nhân viên mà quậm chủ. Ê, dạ, nó chơi như vậy thôi quý vị ơi. Quý vị đến đây để thưởng thức các món nước uống rất là đặc biệt, các món ăn ngon đặc biệt, không gian ở đây rất là trẻ trung, năng động, sôi động. Sẽ là cái nơi giao lưu cho mấy bạn 3D nha. Rồi đặc biệt giao lưu kết bạn đồ đó vui vẻ. Nơi 3D bắt đầu đó, là vô đây là chơi BD đó. Địa điểm chơi BD. Người ta có nơi tình yêu bắt đầu, còn đây là nơi 3D bắt đầu. Nhưng mà anh chủ quán anh nhìn mọi người cũng biết là không biết đó. Có hay không thì không biết. Nói vậy thôi thì bây giờ trước khi về Sài Gòn để phục vụ cũng như là các viên chiên cũng như là phục vụ chạy xô thì em là Dụ My, còn Bợ Nhi xin chúc cho quán 313 của chúng ta địa chỉ là 216 Võ Thị 261 Võ Thị Sáu càng ngày càng đông khách, luôn luôn được sự ủng hộ của bà con mình tại thành phố Biên Hòa và bà con mình ở thành phố Hồ Chí Minh nữa, và bạn bè đồng nghiệp của anh sẽ biết đến quán 313 nhiều hơn. Dạ, cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn Bộ Nhi. Ok, xin chào em nha. Bữa nay mình chơi BD nha. Ok, trời ơi, trời ơi, trời ơi, đừng tớp nha. Ảnh cha nha mọi người. Dạ, cảm ơn mọi người. Bye bye, hẹn gặp lại. Cả nhà, giờ đây thì nè. Bệnh rồi, ho rồi, thành tiếng rồi. Thật sự quán rất là đẹp, đây giờ này mà dẹp dọn xong một quán rất là đẹp. Chào cả nhà nghe. Chào chủ quán luôn nha, vui vẻ không quạo nha. Câu này của Dụ My. Thiệt có đẹp mà. Em xin tự hứa với lòng mình câu này, em là người nói đầu tiên luôn á. Quán không quạo. Thiệt, vui vẻ không quạo nha. Quán không quạo. Bây giờ anh kêu mình lên xe về Sài Gòn mình ăn gì không nè. Này, thấy Bộ Nhi vui vẻ nhắn tin cười mỉm. Không có comment xạo. Trời, trước khi đi nó còn nhắn tin với trai, nó gọi điện thoại, nó ai mà nhìn vô không biết. Thiện tai. Sao nay vui không? Vui quá hè, nó tươi lên. Nó đi xe xuống nè hả? Bất dạy. Dạ, leo lên xe kìa. Ai ngồi sau nè, xin mời quen thơm. Lên, chỗ nào ngồi trang chỗ đó. Kệ anh Việt. Ủa mấy Lan anh Việt. Ê xù. Giờ nãy ngõ nó cầm á. Bỏ đi, khán giả gửi cho chị. Để về chị cà chế cổ. Kệ hai người nữa lên đi. Nó gửi cho mày cà chế cổ kìa. Ủa mấy Lan kìa. Vô trời ơi má ơi, lẹ lên xích qua kia. Nói gì thì nói, vào hôm nay là một buổi biểu diễn rất là thành công và được khán giả Biên Hòa thương rất là nhiều, như mà anh YouTube quay thấy rồi đó. Dạ thì cũng vậy đó. Như vậy đó. Vui phải không? Vui vẻ phải không? Dạ. Tiền bạc đồ vui vẻ đúng không? Không, bây giờ là thí dụ như giờ anh Khánh nè, anh Khánh có đi chung nè, anh Khánh thấy buổi biểu diễn của tụi em như thế nào? Cái này là cái lời nhận xét riêng nha. Thật ra là hôm nay quá thành công luôn. Khánh thấy là lâu lâu như vậy, một cái quán như vậy hay khách ở ngoài đứng cũng mua vé, ở trong cũng vé, mà tụi em lâu lâu xuất hiện vậy là mà em chưa đẹp ngon hả? Ok. Quá ok rồi cả nhà. Đây là có anh YouTube Khánh Cao đi theo. Hôm nay là anh muốn đổi phong thủy đó cả nhà. Dạ. Có nghĩa là đi để mà cảm nhận đúng không? Hôm nay là đúng rồi. Thật sự đó là hồi đó giờ là không có đi. Tại vì đi xa xa như vậy, thứ nhất là thấy như vậy ở đây họ lợi quá trời luôn. Nhưng mà anh nghĩ là thí dụ như lâu lâu mình xuất hiện một cái địa điểm nào đó, mấy địa điểm kia thì sao? Em thấy thì sao? Nói chung tụi em đi tới đâu cũng được ủng hộ thật sự luôn, cái đó là cái điều may vậy nha. Vậy đó hả? Đi đến đâu cũng có khán giả ủng hộ hết. Đây có một chứ mà chưa có bị cái điểm nào mà bị vắng, nó bị ế.
tổ. Thôi mà hồi nãy hát cái bài cuối cùng tôi muốn khóc luôn má ơi. Cái là chia sẻ thật. Đáng lý ra hôm nay là trùng bước luôn á. Đáng lý ra hôm nay là ca khúc này sẽ không hát hồi nãy em nói với Bội Nhi. Mình không hát lúc mà hơi lưng lực. Đúng rồi, người ta bỏ tiền quá trời. Không phải là mình cần cái đồng tiền người ta bao anh. Nhưng mà cái ca khúc đó mình hát để mình mang một cái chia sẻ với lại mọi người cho người ta hiểu mình hơn thôi. Thật sự nãy là không định hát nha, cái này em nói thiệt nha. Khách lên yêu cầu. Không hát ca khúc đó. Lúc hồi nãy là Bội Nhi vừa mặc cái đầm xanh là U Milan, mặc cái đầm đen là em nói là hát hết dòng lô tô này là out. Bội Nhi nói là hết giờ, em nói ok out. Thì tự nhiên anh đó anh trúng thưởng nữa. Anh mới lên là anh yêu cầu tụi em hát bài đó nữa. Thật sự là hôm nay là không có nghĩ là hát ca khúc đó. Và hứa hẹn là dịp sau về mới hát ca khúc đó. Nhưng mà thôi anh đã yêu cầu rồi tụi em hát luôn. Hồi nãy nhưng mà nói phải trước có mà. Lúc trong lúc cao trào lúc ấy vậy nên nghe nó mới dạ phê. Đúng rồi đúng rồi, với lại bữa nay là giọng em bị khan tiếng, em không có hát bài nhạc rồi, luôn nghe anh thấy bài đó tôi muốn khóc luôn. Cho nên là tại vì đôi lúc mình nghe cút cười quen rồi cái mình phải sâu lắng chút xíu để lên ra cũng khóc hoài luôn mỗi lần là mỗi cảm xúc hay lắm rồi. Diễn xuất sắc nói nghe nè, hôm bữa giờ mọi người cứ hỏi em là xiết có bao giờ phỏng không thì hôm nay cầu được ước thấy rồi nghe. Nào. Phỏng thiệt rồi đó. Trời nè, hai ba đốm nè bắt đầu. Đây phỏng thiệt nha. Không mà thấy cực quá. Đốm da lên rồi nè. Thấy thật đúng rồi. Dợp da lên rồi đó. Không biết là mình không biết là bắt đầu phỏng rồi đó. Tiền bạc cát xê làm sao hen, nhưng mà cả một cái chương trình là mấy bạn phải qua dự làm liên tục điên làm khùng hết. 3 tiếng. Hồi xưa khách cao làm MC thì phải lắm, lên giới thiệu xong đưa ra rồi trong cái thời gian mấy bạn hát á, mấy bạn Trời ơi, bạn hát á là Khánh Cao nghỉ. Khánh Cao nghỉ. Ví dụ là MC á, có những bài Khánh Cao không cần phải ra giới thiệu nữa. Nhưng mà ngặt có cái chia sẻ với cái đau buồn là khi mà đi làm MC của sân khấu á, đập về hết trơn á, cái mình thui thủi mình về mình buồn lắm. Không có ai đi hết trơn á, mà mình lại đi sớm nhất luôn. Cái chia sẻ cái nghiệp sân khấu nó vậy á. Thì bây giờ thì hồi xưa là lúc mà những năm lúc đó chắc Dung My Bội Nhi không biết cái đoàn ca sĩ đoàn Sau Đêm với đoàn Phương Tường không? Biết, sao không, Phương Tường là ca nhạc tập kỹ thôi. Nhưng mà đó là Sau Đêm trước, Sau Đêm là... của cô Hương Loan. Đúng rồi. Và má của Dương Khang đó. Dạ. Là những năm đó là anh Khánh Cao đi dẫn hả, là 30 Tết á, là mình phải đi ra Đà Nẵng dẫn á. Tại nhúng như cái lúc đó là cái thời điểm mình đi kiếm, ngoài cái việc đi kiếm tiền chứ mình có động lực giống như trong người mình có cái máu rồi. Dạ. Nó đi nó lại cái máu chứ là đi thui thủi một mình luôn. Rồi mỗi lần mà đi diễn á cả nhà là đứng lơ tơ mơ giữa đường chờ xe lại đón. Đúng rồi, đúng rồi. Đây nè, khỏi nói đâu xa lạ nè. Đây anh chết trên xe phố có đi bữa đó nè. Diễn xong tại chùa Thiên Bình thì đúng 10 giờ là tụi em phải xin về trước. Tại vì sao? Tại vì khách sạn gom đồ, tại vì xe là 11 giờ chạy xuất bến đi. Tới ngay cái chỗ em là đúng 11 giờ 15. Thì em phải tranh thủ về khách sạn gom đồ ra là đứng giữa đường đón xe luôn đó. Có anh Tâm đi nè, đâu có sung sướng gì đâu. Cái đó là có quay clip lại. Đúng rồi, cái đó là nói thiệt. Sao tiếng cười á, là mà khi mà nó buồn nặng đó, mình phải nói là ở trên sân khấu là mình làm vua chúa, mình đem mang tiếng cười cho khán giả, nhưng mà thật sự ít có ai hiểu được cái cảnh mà mình ở dưới sân khấu. Rồi mọi người biết không, đến nỗi mà về không có bồ nữa, thấy khùng làm điên. Nhất là cần một cái người mà để chia sẻ đó. Mà mọi người biết hả, thí dụ như cái nghiệp vô rồi hỏi làm sao mà mình bỏ được. Đâu anh nói vậy chứ Bội Nhi nãy bồ nó nói bà cứ đi bỏ tôi hoài đó. Đó thấy chưa. Thì em mới kêu là bây giờ Bội Nhi giải nghệ đi, về nhà. Thôi mà nói thật sự là hồi xưa giờ em quen á nha, người nào cũng bắt em vậy hết trơn. Bắt không em cho đi diễn không? Đúng rồi, Dung My biết mà. Không ai cho em đi hát hết. Mà không có đi là không có được. Không có được, trời ơi. Em nói thiệt nha, để em nói thẳng luôn. Nếu mà giữa bồ với sự nghiệp, em chọn sự nghiệp, em không chọn bồ. Thà là sau này em một mình cũng được, nhưng mà sự nghiệp em phải đeo. Tại vì sao nó mắc, mình gọi là mắc cái nghiệp ở trong mình rồi. Cho nên là em sẽ chọn sự nghiệp. Bồ có cũng được, không có cũng được. Khánh cũng chia sẻ luôn, có những người mà ăn xin á, cả nhà mình thấy thương quá trời luôn. Mình cho tiền nhưng mà ta bỏ 20-30 triệu, người ta kiểu như là người ta không cho đi nữa đó. Nhưng mà xong người ta cũng đi. Người ta cũng đi à? Thiệt, nói thiệt á, mình cứ kiểu như là sao nữa? Cái nghiệp. Mấy bạn làm lô tô cũng vậy nữa, mấy bạn bỏ đâu có được đâu. Bây giờ cộng đồng LGBT cũng rất là nhiều người thương, kêu mấy bạn bỏ là bỏ không được. Giống như sân khấu là quen rồi. Thật sự luôn là giống như mà bây giờ tụi em cũng có lựa chọn được đó, tụi em buôn bán cũng được, rồi tụi em cũng đi hát được. Nhưng mà rõ ràng anh thấy không, tụi em cũng tham công tiếc gì tụi em bỏ liền. Và thật sự là có bây giờ mà lỡ như có thêm một cái nghề mới, nó cho mình cái đồng tiền ổn định hơn, cuộc sống ổn định hơn, nhưng mà thật sự đụng vô ca hát đương nhiên mình sẽ bằng mọi giá mình sắp xếp.
dù đi giống như cái công việc kia nó đã cho mình tiền rồi, thì sau này nhiều khi em có nguyện trong lòng nha, nếu như mà cuộc sống em ổn định, nhà cửa xong xuôi, em lo cho cha mẹ này kia xong xuôi hết, nhiều khi em đi hát chỉ bằng đam mê thôi chứ em không nhận, không cần tiền luôn. Tại vì mình đã có tiền rồi, mình đã có công việc ổn định rồi, mình lo cho gia đình được rồi, thì cái chuyện sân khấu này là cái vấn đề đam mê. Em chỉ đi làm theo đam mê cho nó thỏa thích thôi. Cái đó là em có nguyện trong lòng em. Tại vì em biết là, tại vì ca sĩ trai, ca sĩ gái á, thì có thể giữ được lượng khán giả lâu. Còn như tụi em á, cái này nói thiệt nghe nó hơi buồn, chứ mà tụi em BD chuyển giới á, tụi em còn trẻ, còn thời, thì khán giả người ta thích cái đẹp, thích cái lạ, người ta mê, người ta yêu cầu, người ta coi, người ta thương. Chứ mà tụi em mà lớn á, chừng 4, 50, 30, 40 rồi trở lên, em già một xíu á, nhiều khi mà show mà lỡ mà sắp em đi, mình già. Tại vì cái này là em khi mà em làm show em có bị, em có thấy được một vài lần là khi mà em sắp show thì mình bị thiếu người. Như em, Yumi, Tâm Thảo hay Umi Lan này kia thì khỏi nói rồi, còn trẻ rồi đẹp. Mà lỡ như mà em có nhờ một cái chị nào mà hơi thôi tròn xíu, hơi mà mập xíu ha, hay lớn lớn xíu đó, hay là hơi cái mặt hơi chững chững xíu, cái mặt hơi chững chững đó, là ta nói trời ơi, bộ hết gái gì mà đưa mấy con mập lù lù với đưa mấy bà già vô hát. Người ta nói cái câu đó không đụng chạm mình, nhưng mà mình sẽ bị chạnh lòng lại sau này, mà nó chết mẹ rồi. Tôi mới rồi cũng sẽ vậy. Sau này tới mình rồi sao đây? Trời ơi, thật sự luôn, bởi em rất là buồn cho nên em cũng nguyện trong lòng. Nói chung là mình cũng phải thủ sẵn cho mình có đúng một cái công việc để có cái thu nhập, đúng không? Em có rồi, nghĩ rồi tới xong mà. Rồi thí dụ như là lúc nào mình đi diễn đúng không? Diễn là bây vì giờ, đam mê. Chứ như bây đúng giờ rồi. Mà mình đi sống chết gì nó hả, là mình có những lúc mình không có tiền, nó lệ thuộc quá nhiều luôn á. Và bây giờ anh thấy nghệ sĩ ta cũng phải kinh doanh, ta cũng làm này đúng rồi. Tại vì nói chung là mình cũng giống như bản thân anh nè, cũng đi quay quảng cáo. Rồi hồi xưa phim thì chủ động, nhưng bây giờ anh cũng phải, con người mình phải tự thay đổi đó. Tự nhiên cái làm có cũng có thêm YouTube. Nói chung được cái là cũng có những câu chú thương. Nói chung là sống là mình phải làm thôi, phải làm việc thôi. Mỗi ngày là mình phải cập nhật thay mới mình để cho nó đúng thời thế. Không mà hay ha, có ba tụi em mà làm một cái chương trình luôn ha. Kéo dài. Trời ơi, anh ơi, có bữa hả? Anh biết không? Có một mình em với con Umi Lan thôi. Có hai đứa thôi mà làm một cái chương trình ngang ngửa như vậy đó. Cũng kéo 2 tiếng, anh biết không? Em hát xong sổ, xong em hát xong sổ, xong một hồi của Umi Lan đang trao giải, em chạy vô, ôn đang trao giải xong cái nó hát một bài, là trong thời gian đó em thay đổi, em siết. Gầm siết xong mới ao. Nói chứ là anh... Trời ơi, làm xong một cái vừa buông ra một cái bên sườn muối ớt á. Buông ra một cái anh tin không, cái đầm của em nó ướt sũng luôn. Đây đây đây, cái này em chia sẻ thật nè cả nhà ơi. Hồi xưa á, khi đấy. Mà những người mà hồi xưa á là lô tô với hội chợ sâu sườn muối ớt không ạ? Cái Khánh Cao về, Khánh Cao chỉ là đứng ở dưới sân khấu à. Nhưng mà hôm nay chưa có lịch. Nhưng mà Khánh lắm giống giống như là đàn anh của Yumi với Bội Nhi. Cảm thấy giống như hai đứa em gái vậy đó. Cảm giác nó gần gũi hơn so với những ngày hồi xưa mà đứng trên sân khấu mình dò giấy số á. Dạ. Sao chăng nữa anh cũng lớn hai tụi em, cảm thấy nó có một cái gì đó giống như em của mình, đúng không? Dạ. Mà đặc biệt là Bội Nhi, Yumi dễ thương quá trời luôn hai đứa. Không có xéo sắc á. Vậy nè cả nhà ơi, anh thấy anh sợ đó. Có nhiều người xéo sắc lắm á cả nhà. Mai mốt cả nhà mình là... hay là đang giấu gì á nghe. Mai mốt cả nhà mình bóc xô quá. Ví dụ như yêu thích Yumi, Bội Nhi, Umi Lan hay là một bạn nào nữa thì cả nhà mình đừng có bóc hai người, tội nghiệp lắm. Hai người thứ nhất là như nào, nó sẽ rất là mệt. Một bạn hát xong rồi vừa hát xong mới kêu số nữa. Rồi nó sẽ cực cho bạn kia, là chung quà thì phải có hai người. Ví dụ như mình bóc 3 người đi, là có một bạn kia đi thay đồ để chuẩn bị ra hát, là hai bạn sẽ được nghỉ mệt. Chứ còn mình bóc 2 người tội nghiệp lắm nha cả nhà nha. Nhớ bắt 3 từ 3 ba, tới 4 nha. Dạ, 3 đến 4. Nhưng mà giống như là cũng khó lắm. Tại vì thí dụ như sườn muối ớt á, có tới 6 chi nhánh. Thì thí dụ những cái chi nhánh nào lớn á, người ta có doanh thu, người ta bút 3 người, 4 người được. Mình báo thì mình cũng báo giá sát sát không à. Tại vì người ta làm là người ta làm một chuỗi nó định kỳ. Mình không có gì, giống như báo giá xô xỉ vậy đó. Mình không dám làm giá như sự kiện bình thường. Còn như cái bên kia, như bên quận 4 á, mọi người thấy không, để có 10 bàn trên dưới 10 bàn. Rồi bây giờ nó trả tiền 3-4 người cũng khó cho người ta, cũng ngặt cho người ta. Mà thật sự ra khi mà em mà làm xô á, em nhận giá thì em cũng muốn cho nó xứng đáng với công sức. Tại vì dù cái quán đó quán lớn hay quán nhỏ, tiệc lớn hay tiệc nhỏ, thì đó cũng là một suất mình đi làm. Chứ không phải là nó nhỏ cái mình lại ít tiền như vậy thì
uổng cho cái công tụi mình, uổng cho công mấy bạn. Còn anh á thì chia sẻ hồi xưa anh hay quay đi quảng cáo á, anh lệ thuộc vào nhãn hàng. Ví dụ nhãn hàng lớn á thì nhãn hàng hỏi cái kinh phí của nó mà mình biết đưa ra mình biết à. Đúng. Tại vì khi mà cái nhãn hàng lớn á thì những công ty lớn thì mình biết cái kinh phí nó có. Còn ví dụ những nhãn hàng nhỏ xíu, nhãn hàng tư nhân á thì là em nói anh giờ mà biết. mình cứ e đi e một cái vé đó như vậy làm gì mình có xô đi. Đúng rồi. Tại vì thật ra anh biết sao không? Bây giờ á mấy người mà người ta muốn làm việc với mình á, người ta cũng ấy lắm, cũng dọ giá nữa. Chứ không phải mà đúng thật rồi, sự tụi em không có thì có ví dụ mình tụi em bị như vậy nữa. Trời ơi, bởi em đó ha, em làm á em nhiều khi em cũng đau đầu nữa. Có nhóm khác đúng không? Mình cũng có nhóm khác. Đúng rồi. Dọ giá làm đủ chuyện hết trơn. Cho nên á thật sự ra khi mà làm giống như em á, em cũng bị sợ bị gắn mác tên của chỗ khác nữa. Cho nên là giống như em là em muốn cái đó là của riêng em và người ta thương em, người ta mến em giống như là bằng cái tình cảm thì là người ta sẽ làm việc trực tiếp với em chứ nó không có bị gắn mác. Chứ mà trời ơi thật sự luôn, mọi người chưa hiểu có nhiều cái chuyện hả rất là buồn kể đời không thấu. Chán lắm. Rồi, anh cảm ơn Dung My Bội Nhi nha. Yeah. Cảm ơn cả nhà, cảm ơn cả nhà mình xem clip nha. Nhấn nút like và subscribe cho tất cả các anh YouTube nha. Tối nay cả nhà chúc cả nhà một ngày thật ý nghĩa, nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui.